Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2020, tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Yên thực hiện tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch của ngành, đơn vị đề ra. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Tam Đường tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm dịp cuối năm. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai công tác năm 2021 ngành nội vụ. Sự nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, sự nghị có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, công chức viên chức ngành nội vụ tỉnh. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Bộ Nội vụ đã xác định hoàn thiện thể chế chính sách là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện. Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức cơ quan đơn vị. Việc đẩy mạnh phân cấp cho các bộ ngành và địa phương bước đầu đạt được hiệu quả. Chính sách tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng. Trong đó thành công nổi bật là hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giảm 12 tổ chức vụ và tương đương đối với địa phương. Cơ quan, chuyên môn giảm 5 tổ chức, phòng giảm 973 tổ chức, chi cục giảm 127 tổ chức, phòng thuộc chi bộ 1.179 tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giảm 12 tổ chức, đối với cấp huyện giảm 294 tổ chức thuộc cơ quan chuyên môn. Công tác cán bộ xây dựng đội ngũ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản điện tử, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đạt hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cơ bản ổn định, công tác văn thư lưu trữ từng bước đi vào nền nếp và phát huy được giá trị tài liệu. Công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Năm 2020, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Tập trung xây dựng luật thi đua khen thưởng, luật lưu trữ, luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản đề án được cấp thẩm quyền sao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện có hiệu quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước, tiếp tục triển khai cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Than Uyên đã tổ chức hội nghị tập huấn chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP huyện Than Uyên năm 2020. Trong 4 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp các kiến thức cơ bản về chương trình OCOP, sự cần thiết, quan điểm, đối tượng, mục tiêu, nội dung và nguyên tắc của chương trình OCOP, hệ thống tổ chức nhân sự, các sản phẩm và tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm, cách xác định tiềm năng sản phẩm và xây dựng phương án phát triển ý tưởng sản phẩm, các bước xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm dự thi, các chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Thông qua hội nghị tập huấn, giúp lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về vai trò ý nghĩa của chương trình OCOP, từ đó đưa ra được các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia, xác định được tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng các sản phẩm OCOP riêng biệt, đạt chất lượng. Hiện tại, huyện Than Uyên đã xây dựng các sản phẩm OCOP, gạo xén cù, gạo tẻ tròn, nếp tan bỏm, ổi huân à đạt từ 3 sao trở lên. Trong giai đoạn 2012-2020, các ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ làm gần 730 nhà ở cho hộ gia đình có người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí hỗ trợ gần 19,2 tỷ đồng được lồng ghép từ các nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp, đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Nguồn kinh phí theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và nguồn kinh phí xã hội hóa. Bằng sự chung tay của cộng đồng và xã hội, những căn nhà tạm bợ của nhiều người cao tuổi nghèo, neo đơn dần được thay bằng những căn nhà kiên cố chắc chắn hơn. Đặc biệt, từ các nguồn hỗ trợ này giúp người cao tuổi khó khăn trên địa bàn tỉnh có được mái nhà mơ ước, cảm thấy ấm lòng và yên tâm hơn để ổn định cuộc sống.
Năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa, đảm bảo cân đối hàng hóa thiết yếu, tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho hàng hóa nông sản của địa phương. Cùng với đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện để giao thương phát triển, giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ và chất lượng cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Trong thời gian qua, công tác phát triển du lịch được huyện Tam Đường quan tâm chỉ đạo. Huyện đã tăng cường tuyên truyền quảng bá đầu tư xây dựng, phát triển các điểm du lịch, tổ chức các hoạt động lễ hội nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan. Trong giai đoạn 2016-2020 đã công nhận mới 8 điểm du lịch, di tích danh lam thắng cảnh, nâng tổng số điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên toàn huyện lên 12 điểm. Lượng khách du lịch đến tham quan tăng nhanh theo các năm, tập trung tại các điểm Cầu Kính Rồng Mây, khu du lịch sinh thái Ô Quý Hồ, Cọn Nước Nà Khương, Bản Phiêng Tiên, Bản Xì Thâu Trải, Bản Lao Trải 1, Đồi Thông Tà Lèng, Bản Thảm, điểm View Tam Đường Ti. Giai đoạn 2016-2020 có hơn 477.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại huyện với doanh thu đạt 171 tỷ đồng. Năm 2020 vừa qua, tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên đã thực hiện tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch của ngành đơn vị đề ra. Đơn vị đã thực hiện tổng 111 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác phối hợp giải quyết án giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở các giai đoạn, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào oan sai. Kết quả giải quyết án không bị cấp trên hủy sửa. Qua đó đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay sau khi ban hành kế hoạch công tác năm của đơn vị, tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Tân Uyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm sát, thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 01 và kế hoạch của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Xây dựng kế hoạch, các chương trình kiểm sát đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, 100% vụ án bị can được khởi tố, điều tra theo đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp oan sai, bỏ lọt, không có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Công tác phối hợp đảm bảo nhịp nhàng, các khó khăn vướng mắc đã được họp bàn tháo gỡ kịp thời. Trong năm 2020 thì Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên đã đạt và vượt rất nhiều chỉ tiêu, trong đó là bộ phận hình sự là có nhiều chỉ tiêu vượt. Thế thì để đạt được cái thành tích như vậy thì trước tiên với cá nhân tôi thì tôi cũng đã chủ động tham mưu cho tập thể lãnh đạo trong năm là đầu năm đã xây dựng kế hoạch rất là bám sát những cái chỉ thị kế hoạch công tác năm của Viện Kiểm sát tỉnh Lai Châu. Đấy, trên cơ sở những cái nội dung đưa ra và những cái chỉ tiêu do Viện Kiểm sát tối cao và Viện Kiểm sát tỉnh Lai Châu ban hành thì chúng tôi đã căn cứ vào đó và xây dựng kế hoạch của đơn vị rất là cụ thể và đưa ra những cái chỉ tiêu đạt được và những cái thời gian đạt được đối với từng chỉ tiêu đó trong từng quý, từng tháng. Trên cương vị là người được lãnh đạo phân công trong tham mưu ở xây dựng báo cáo thống kê, hai là trong lĩnh vực giải quyết án hình sự và kiểm sát giải quyết án dân sự, thì trong năm thì tôi thấy mình đã thực hiện hết cái khả năng của mình và đều giúp cho kiểm sát viên, mấy lãnh đạo trong đơn vị hoàn thành tốt những nhiệm vụ. Năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Uyên đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đối với đơn vị Viện sát thì phải thực hiện là 111 chỉ tiêu, trong đó là có 49 chỉ tiêu là không thực hiện, vì đây là những 49 chỉ tiêu này là của phòng nghiệp vụ Viện sát tỉnh, còn đối với Viện sát các huyện chỉ thực hiện là 62 chỉ tiêu cứng mà chúng tôi đã thực hiện là 62 chỉ tiêu đã đạt và hoàn thành, trong đó thì có 42 chỉ tiêu đạt và có 20 chỉ tiêu vượt trên 28 chỉ tiêu cần vượt ấy. Đấy là những chỉ tiêu vượt đạt là 71,4%. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được chú trọng. Các vụ án Viện Kiểm sát truy tố đảm bảo đúng thời hạn, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào truy tố, tòa án tuyên không phạm tội.
trách nhiệm thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại các phiên tòa được tăng cường, quan điểm giải quyết các vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, có căn cứ, đúng pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2020. Thưa quý vị, trong mấy năm trở lại đây, người dân huyện Than Uyên đã chuyển đổi diện tích đất thiếu nước kém hiệu quả sang trồng các loại cây rau màu. Từ trồng rau đã giúp nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng và là cây trồng giúp xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Việc chuyển đổi trồng rau không chỉ giúp người dân nơi đây tăng diện tích sử dụng đất mà qua đó còn góp phần cung ứng rau sạch cho thị trường huyện Than Uyên và các địa bàn lân cận, trong khi nhu cầu rau sạch thì ngày càng tăng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mấy năm trở lại đây, người dân tại xã Mường Cang đã tích cực tăng vụ để nâng cao hệ số sử dụng đất, trong đó chủ yếu trồng rau nhằm cung cấp rau sạch cho thị trường huyện. Gia đình bà Lò Thị Chơi trồng 200m² rau để ăn, nhưng do ăn không hết nên bà đem bán tại chợ. Thấy có hiệu quả nên năm nay, sau khi thu hoạch lúa mùa, bà đã trồng thêm 2000m² rau chủ yếu là bắp cải su hào, rau thơm để bán vào dịp Tết. Nhà tôi trồng 2000m² rau, chủ yếu là bắp cải, su hào, còn các loại rau thơm, rau cải khác nữa. Thì nhà tôi tích cực chăm sóc, tưới nước, bón phân, tưới nước ngày 2 lần, cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình xóa đói giảm nghèo. Tại xã Mường Cang năm nay diện tích rau màu trồng cả năm đạt trên 30 ha, tăng hơn 12 ha so với năm ngoái. Để đạt được kết quả đó, chính quyền xã đã tuyên truyền người dân các bản tích cực trồng các loại rau màu, vừa để phục vụ chính gia đình mình, vừa tạo ra các sản phẩm rau sạch phục vụ thị trường. Riêng năm nay, sau khi thu hoạch xong lúa mùa, đã có trên 10 ha rau được trồng mới tại các chân ruộng. Trên địa bàn xã Mường Cang thì những năm gần đây thì hàng năm duy trì nhân dân có tổng trồng diện tích rau duy trì tổng khoảng 30 ha trên một năm, trong đó có khoảng 10 ha trồng xuống ruộng trong vụ đông, với cái mục đích là thứ nhất là để phục vụ cái đời sống của hộ gia đình, thứ hai là ngoài đó thì cái diện lượng rau đấy còn trao đổi mua bán trên thị trường, cái này cũng là một cái nguồn mang lại thu nhập và nâng cao đời sống kinh tế cho các hộ gia đình. Năm nay, huyện Than Uyên đã thực hiện trồng được 372 ha rau đậu các loại như rau cải, su hào, khoai tây, cà chua và các loại rau thơm. Diện tích rau đậu được trồng nhiều tại các xã Mường Than, Huôn Nà, Mường Cang, Phúc Than, Mường Kim đem lại nguồn thu lớn cho các hộ dân trồng rau. Theo tính toán của người nông dân, thì trồng rau sẽ đem lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn so với trồng lúa và ngô bởi thâm canh được nhiều đợt. Mỗi hecta rau cho thu nhập ổn định từ 70 đến 100 triệu đồng một hecta một năm. Sản lượng rau thu hoạch từ đầu năm đến nay tại huyện Than Uyên ước đạt 3.288 tấn, tăng gần 400 tấn so với năm 2019. Cung cấp đảm bảo nhu cầu rau tại huyện và ra thị trường Sapa, Lào Cai, Mù Cang Chải, Yên Bái. Từ hiệu quả trong sản xuất cây rau màu nên huyện Than Uyên đang tiếp tục chỉ đạo người dân quan tâm chăm sóc, áp dụng xây dựng mô hình rau an toàn để cung ứng rau trong những tháng cuối năm. Việc triển khai thực hiện cái trồng rau trong nhân dân thì qua cái việc triển khai cái thực hiện, nhất là cái việc thực hiện cây rau màu vụ đông ấy, thì chúng tôi thấy rằng là người dân đang rất là đồng tình ủng hộ. Nó tạo ra một cái sự thay đổi cái suy nghĩ, nhất là suy nghĩ ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, là cái việc mà tự để trồng rau, để tự cung cái rau trong cái sinh hoạt đời sống là trước đây là hạn chế. Thì trước mắt là cái việc mà người dân thay đổi cái tập quán canh tác này là đã góp phần nâng cao cái cải thiện cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thông qua việc phát triển việc trồng các loại rau tại Than Uyên mà từ năm 2015 trở lại đây, diện tích rau trên địa bàn huyện không ngừng tăng lên, trở thành vùng sản xuất hàng hóa. Từ trồng rau đã giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu. Thưa quý vị, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch, cũng như những tháng cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Tam Đường đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, ra vào huyện. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dịp cuối năm là thời điểm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, đặc biệt là trong những ngày giáp Tết, học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ về quê ăn Tết tại địa phương tương đối lớn. Vì vậy, Công an huyện Tam Đường đã xây dựng kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý người điều khiển và phương tiện có các hành vi vi phạm giao thông.
đối với lại cương lĩnh là một cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Tam Đường thì chúng tôi thì hàng ngày thường xuyên thực hiện các cái kế hoạch do công an tỉnh và công an huyện ban hành. Những tháng đặc biệt là những tháng cuối năm thì chúng tôi tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, do mật độ phương tiện người dân tham gia giao thông đông. Chúng tôi thường xuyên kết hợp công tác tuần tra kiểm soát với lại công tác tuyên truyền. Nhờ đó để tạo sự chuyển biến tích cực đối với người dân và văn hóa tham gia giao thông và làm giảm hạn chế tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Cùng với đó, để nâng cao ý thức chấp hành giao thông đường bộ, đội còn chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, ý thức tham gia giao thông của người dân ngày càng được nâng cao, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong mỗi người dân. Khi tôi chấp hành đầy đủ là giấy tờ mang theo giấy tờ đầy đủ và đội mũ bảo hiểm và đi theo đúng làn đường của mình và đúng tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu. Là huyện cửa ngõ của tỉnh với hai tuyến quốc lộ là 32 và 4D chạy qua. Vì vậy, lưu lượng người, phương tiện đi lại, lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn huyện rất lớn, dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp. Từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn của huyện đã xảy ra 15 vụ tai nạn va chạm giao thông. Hậu quả khiến cho 11 người chết, 20 người bị thương, 8 xe ô tô, 16 xe mô tô bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Trước tình trạng đó, để đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán Tân Sửu, đội cảnh sát giao thông công an huyện thực hiện nghiêm các kế hoạch do công an tỉnh ban hành, như kế hoạch tổng kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện, tổng kiểm tra các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chuẩn bị cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, thì đội cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị xây dựng các cái kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát các cái loại phương tiện tham gia giao thông trên các cái tuyến đường mà đội cảnh sát giao thông công an huyện Tam Đường được phân công. Bên cạnh cái công tác tăng cường về công tác tuần tra kiểm soát để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tam Đường cũng đã chủ động liên hệ cũng như là xây dựng một số các cái kế hoạch về tăng cường công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ. Hy vọng với sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ của công an huyện Tam Đường, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn sẽ được đảm bảo, nhân dân sẽ đón Tết trong không khí vui tươi và an toàn.